lật mặt kẻ chỉ đạo vụ khủng bố cục thuế tỉnh Bình Dương. Theo tin từ Bộ Công an, ngày 1 tháng 10 năm 2019, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân xảy ra tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương. Ngày 26 tháng 10, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương xác nhận với Tiền Phong vụ nổ xảy ra tại trụ sở Cục Thuế tỉnh Bình Dương hôm 30 tháng 9 do các đối tượng khủng bố thực hiện. Quá trình điều tra vụ án xác định, đối tượng Trương Dương, sinh năm 1980, trú tại 9/11 khu phố Tây B, phường Đông Hòa, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương, đã thực hiện gây nổ theo chỉ đạo của Lý Gia Phạm, là thành viên tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, hiện đang định cư tại Mỹ. Ngày 10 tháng 10 năm 2019, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can Trương Dương để điều tra về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân quy định tại Điều 113 Bộ Luật Hình sự. Hiện nay, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật. Lý Gia Phạm tên thật là Phạm Thị Anh Đào, sinh năm 1979 tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang định cư tại Mỹ. Theo cơ quan công an, Lý Gia Phạm là thành viên tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Nhiệm vụ của đối tượng này là kích động khủng bố, phá hoại và chống phá Việt Nam. Trước đó, vào tháng 8 năm 2017, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can.